Tết về trên phố cổ rồi quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Việt đang ở đường Châu Long. Chị bán hoa này đã nhập đào về bán rồi. Và ngay ở trên chợ Châu Long thì mình thấy có điểm cách ly dịch. Và quay phố phường Hà Nội tí cô. Và chấp hành nghiêm chỉnh rồi. Dạ, chúc các cô sức khỏe nhá, trẻ khỏe. Và chấp hành nghiêm cái này quay là tốt. Và chúc màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là chợ Châu Long. Các chị bán hàng rong thì thấy cũng không có khách. Đây, đối diện chợ Châu Long thì Việt cũng thấy thêm một điểm. Hiện tại bây giờ là 4 giờ 30 chiều ngày mùng 3 tháng 1 năm 2021. Việt gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh tại trung tâm đô Hà Nội. Việt mời quý cô chú anh chị và các bạn đi cảm nhận cuộc sống Hà Nội tại trung tâm vào buổi chiều. Các loa phóng thanh thì vẫn đang phát quý vị và các bạn. Phát để người dân để ý, luôn luôn giữ gìn và bảo vệ sức khỏe cho cá nhân mình. Chúc mừng quý vị và các bạn là chợ Châu Long. Anh bán ấy hàng thì thấy cũng đã ngồi đây ngủ. Mặc dù buổi chiều nhưng mà mình thấy cũng vắng người đi chợ. Quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh của Việt thì cho Việt một like cũng như subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Quý vị và các bạn nhấn vào chuông và chọn tất cả. Khi Việt xuất bản video, quý vị và các bạn là người đầu tiên nhận được những hình ảnh về thủ đô Hà Nội. Hiện tại Việt đang ở ngã tư Nguyễn Trường Tộ và Châu Long. Ngay ở góc cũng có một điểm dịch nữa, quý cô chú anh chị và các bạn. Wow, rất nhiều. Ngay đường Châu Long đã có 3 điểm dịch rồi. Quá nguy hiểm. Xin mời quý cô chú anh chị và các bạn đi một vòng. Wow, cửa hàng bánh mì này đóng cửa luôn rồi. Thì bán luôn rồi. Wow. Quần quá quý cô chú anh chị và các bạn. Wow, trên đường Nguyễn Trường Tộ, đây cũng là điểm cách ly y tế rồi. Đây tại quán cơm. Wow, dịch phát triển rất là mạnh. Gần Tết rồi mà. Và trong màn hình quý cô chú chị và các bạn là ngã tư cửa Bắc và Nguyễn Trường Tộ, hàng loạt các cửa hàng đóng cửa. Các chú chạy xe ôm đều không có khách. Tình hình diễn biến khá phức tạp quý cô chú anh chị và các bạn. Còn đúng 29 ngày nữa là tới Tết Nguyên Đán rồi. Nhưng mà với tình hình này thì không biết thế nào. Wow.
Tôi đang ở trên tuyến phố Nguyễn Trường Tộ, quý cô chú anh chị và các bạn. Những du khách nước ngoài đang là ngồi buồn ở trên vỉa hè. Tôi đang ở ngã tư Yên Linh và Nguyễn Trường Tộ, quý vị và các bạn. Quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh của Việt thì cho Việt một like cũng như subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Quý cô chú anh chị và các bạn nhấn vào chuông và chọn tất cả khi Việt xuất bản video về Tết Nguyên đán 2022 tại thủ đô Hà Nội. Quý vị là người đầu tiên nhận được những hình ảnh về không khí Tết cổ truyền tại thủ đô Hà Nội. Trước màn hình quý vị và các bạn là ngã tư tuyến phố Nguyễn Trường Tộ và Hàng Bún. Các chị quán bọc không có khách. Đường không hề thoáng. Xuân thì đã về rồi, nhưng mà dịch thì vẫn đang phát triển, thì cũng rất buồn quý vị và các bạn. Xuân đã về trên phố cổ rồi. Hoa đào rất đẹp. Cành đào đây bán bao tiền chị gái? Rẻ đấy à? Wow, trên chợ về hơn 100. Nhưng mà đi bán lẻ có bán đấy à? Thôi chúc chị đánh canh. Khách hàng của chị ơi. Tết trên phố cổ quý vị các bạn. Người dân thủ đô Hà Nội đã mua đào để chơi Tết rồi. Phố cổ đón Tết không được vui lắm quý cô chú anh chị và các bạn. Ở đây một cửa hàng cũng đã mua đào. Dịch vẫn phát triển, không biết thế nào mà lường được, buồn quá. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe và giữ gìn sức khỏe, không tụ tập đông người quý cô chú anh chị và các bạn. Như Việt thấy là rất hiệu quả, không tụ tập nơi đông người, hạn chế, không tiếp xúc gần. Việt đang ở ngã năm Hàng Than và Hoài Nhai, quý vị và các bạn. Việt mời quý vị và các bạn rẽ sang tuyến phố Hoài Nhai, khu nơi mỗi buổi chiều luôn đông đúc tấp nập người. Đã
các cửa hàng kinh doanh đã căng dây quý vị và các bạn, không cho người tiếp xúc gần. Và các cửa hàng cũng chắn những cái tấm ni lông, tấm meca để phòng chống dịch. Các cửa hàng bán hàng ăn thì đều hầu như đóng cửa. Việt có tiếp xúc một số các chị buôn bán bán hàng ăn. Nhiều cửa hàng chị nói là trang chi phí cũng rất nhiều. Wow, đây lại đào nữa. Tết rồi cô ơi. Những cành đào rất đẹp. Ngay ở đoạn phải nhai này cũng có dịch. Anh bán thịt này thiết kế nguyên một ô meca để phòng chống, không cho người lạ tiếp xúc, không cho khách hàng tiếp xúc. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã tư Vẻ Nhai và Quảng Thành. Đúng rồi em. Ngay góc ngã tư một số cửa hàng cũng mở cửa, nhưng một số thì vẫn đóng cửa quý vị và các bạn. Và Việt mời quý cô chú anh chị và các bạn ra khu chợ Long Biên. Và các cửa hàng cà phê thì Việt thấy hầu như đều bán mang về. Cảm giác hè phố sạch sẽ. Ngày hôm nay thì như video buổi trưa hôm nay Việt chia sẻ gửi tới quý vị và các bạn, trung tâm thủ đô Hà Nội một ngày u ám, bây giờ vẫn thế. Bên trên những lùm cây vẫn còn những khói sương u ám. Và trước màn hình quý vị và các bạn là vườn hoa Hàng Động. Thác nước vẫn hoạt động, cuộc sống vẫn tràn đầy năng lượng của người dân thủ đô Hà Nội. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã tư. Ngã tư Hàng Cót và Phan Đình Phùng. Tới Bốt Đậu rồi quý vị và các bạn. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã tư Hàng Giấy, Hàng Than và Phan Đình Phùng, Hàng Động.
nhân thở tăng, người lớn nhịp thở từ 21 lần trở lên trong một phút. Trẻ từ 1 đến dưới 5 tuổi nhịp thở từ 40 lần trở lên trên một phút. Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi nhịp thở từ 30 lần trở lên trên một phút. Lưu ý, ở trẻ em kiếm đủ nhịp thở trong một phút khi trẻ nằm yên không khóc. SpO2 từ 95% trở lên nếu có thể đo, thì phát hiện bất thường đo lại lần hai sau 30 giây đến 1 phút. Khi đo yêu cầu giữ yên vị trí đo. Mạch nhanh trên 120 nhịp 1 phút hoặc dưới 50 lần trên 1 phút. Huyết áp thấp, huyết áp tối đa dưới 90mm thủy ngân, huyết áp tối thiểu dưới 60mm thủy ngân nếu có thể đo. Đau tức ngực thường xuyên, cảm giác bó thắt ngực, đau tăng khi hít sâu. Thay đổi ý thức, lú lẫn, ngủ rũ, lơ mơ, rất mệt, mệt lạ, trẻ quấy khóc, đi đi vào đánh thức, co giật. Kín môi, kín đầu ngón tay, móng chân, da xanh, môi trượt, đen đầu ngón tay, ngón chân. Không thể xuống phẩm ăn kém, là ăn kém, nôn ở trẻ em. Trẻ từ ôn viên đa sầu, chút da, đỏ mắt, môi ngọt. Được vừa đi qua ngã tư Hàng Thiếp, Nguyễn Thiếp và Hàng Đậu, kính cô chú anh chị và các bạn, những hình ảnh chiếc loa phường phóng thanh thì làm inh ỏi cả khu phố. Đó là cách phòng chống dịch, vừa thấy cũng khá hiệu quả, người dân luôn luôn được nhắc nhở. Và Việt đã tới đầu cầu Long Biên rồi, kính cô chú anh chị và các bạn. Ai ai nghe loa phường thì cũng nhớ nhắc nhở mình phòng chống dịch mỗi ngày. Biết thấy anh này siêu không? Quý cô chú anh chị và các bạn đây, ngất ngây luôn. Và trước màn hình quý cô chú chị và các bạn là cửa khẩu Long Biên, như là bên này là bến xe buýt Long Biên. Bắt đầu vào đến cửa khẩu quý vị và các bạn. Các cửa hàng kinh doanh hoa quả đã trở lại hoạt động bình thường. Rất cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã cùng Việt đi cảm nhận cuộc sống thủ đô Hà Nội mỗi ngày. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn sức khỏe. Và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của Việt. Ở đây thì các cô bốc vác dưa đang làm việc. Xe dưa được vận chuyển từ các nơi về thủ đô.